Tử Diêu Hâu mặc dù là luân hải cảnh tu vi, nhưng dù sao cũng là cô gái, đối với tướng mạo đáng sợ đồ vật có trời sinh chống cự tính. Nhìn mấy đầu hoang thú ở bầu trời bay qua sau, trên mặt không có chút hồng hào. Hai người bay đến phủ thành chủ bầu trời thời điểm, gặp được phía dưới giới nghiêm lợi hại, nhưng vẫn như cũ người đến người đi. Bất quá đều được sắc vội vã, đồng thời sắp xếp vài hàng đội ngũ, không ngừng hướng về bên trong phủ vận chuyển vật tư. Một ánh hào quang từ bên trong tòa phủ đệ bay lên là một tên nguyên võ trung kỳ võ giả, Giáng dấp trung niên vội vã tiến lên ôm quyền nói hai vị đại nhân rốt cuộc đã tới ta là tới ninh tiếp hai vị dương thanh huyền gật đầu nói phía trước dẫn đường đi ba người lập tức bay hạ xuống là một cái tinh xảo tiểu viện bên trong là uốn lượn gập gành hành lang uốn khúc người kia phía trước mặt vội vàng dẫn đường trên mặt thủy chung là căng thẳng vẻ mặt có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc không có nửa điểm lạc quan dương thanh huyền hỏi ngoài phủ đệ nhiều người như vậy xếp hàng là người kia cung kính trả lời là mỗi bên đại thương sẽ người phát hiện ở tình trạng khẩn cấp toàn thành vật tư thống nhất điều phối bất kỳ thương hội không được cãi lời dương thanh huyền thầm giật mình đem khắp thành vật tư đều điều phối đến phủ thành chủ đến đây là thế nào một bút đáng sợ của cải a à? rất nhanh ba người liền tiến vào một gian lộng lẫy đắt tiền phòng lớn cái kia dẫn đường người dùng tay làm dấu mời liền kho người lui xuống một tên nát hoa tóc trắng ông lão vội vàng ra tới tiếp ứng ôm quyền nói hai vị đại nhân cực khổ rồi tại hạ là hư thiên thành phủ thành chủ quản gia cao hoa bên trong phòng khách còn có hai người ngồi ngay ngắn ở trên ghế uống trà thơm ánh mắt cũng ở dương thanh huyền cùng tử diều hâu trên người đánh giá tương tự là luân hải cảnh tồn tại dương thanh huyền cùng tử diều hâu cũng ôm quyền đáp lễ khách sáo hai câu ngay ở mặt khác hai người kia ngồi đối diện hạ xuống cao hoa biểu hiện nghiêm nghị quay về bốn người sâu sắc bái một cái nói sự tình khẩn cấp lễ nghi bất chu kính xin chờ trách dương thanh huyền nói không sao Hiện tại cụ thể là tình huống thế nào, kính xin quản gia đại nhân nói tường tận nói, cũng cho chúng ta biết một hồi, chính mình phải làm chút gì. Mặt khác hai người kia đều là gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ đối với hiện tại tình hình cũng có chút mơ hồ. Cao Hoa nói, đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều nhiều lời. Hơn nửa tháng trước, hư Thiên Thành cử hành một cuộc bán đấu giá, cuối cùng bị một tên gọi Lục Hạo người quấy rối, đem toàn bộ hội trường làm nổ, tử thương vô số. Này Lục Hạo thoát đi thời gian công bố một cái thời không tọa độ địa chỉ, chỉ về trong truyền thuyết cái kia hoang tộc lưu lại đại truyền tống trận. Cao Hoa hơi quét hạ bốn người sắc mặt, tất cả đều là bình tĩnh tự nhiên, mặt không hề cảm xúc, xem ra bốn người này đối với mấy cái này tình huống căn bản đều hiểu. Vì vậy tiếp tục nói rằng, Hư Thiên Thành liền kịp thời lập đoạn, một mặt sư tầm bắt lấy Lục Hạo, một mặt phái người đi tới cái kia thời không tọa độ. Quả nhiên phát hiện lượng lớn hoang tộc lưu lại đồ vật, bao quát cái kia trong truyền thuyết to lớn truyền tống trận, ngay ở chúng ta nghiên cứu cái kia truyền tống trận thời gian. Chuyện đáng sợ xảy ra, không biết từ đâu bốc lên đại lượng hoang thú, đem chúng ta phái ra người đánh giết hơn nửa, thành chủ con trai Phượng Huy công tử cũng trọng thương chạy về. Hơn nữa những này hoang thú tựa hồ nhất định có linh trí, truy tung người bị thương đi tới khu thứ nhất, đồng thời bắt đầu vây thành. Dương Thanh Huyền nhớ một trận, hỏi, cái kia lục hạo có thể có bị tóm lấy. Cao Hoa lắc lắc đầu, đầy mặt âm trầm, hiển nhiên đối với người này hận thấu xương. Một gã khác mũi ưng, Tướng mạo hung lệ nam tử hỏi, vậy bây giờ hư thiên thành là tình huống thế nào? Những hoang thú kia vậy là cái gì tình huống? Cao Hoa trầm giọng nói, bắt đầu cái kia chút lần theo tới được hoang thú cũng không phải là rất mạnh. Ở hư thiên thành tổ chức nhân thủ vây quét hạ, rất nhanh sẽ bị đánh lui, đồng thời đối với khu thứ nhất tiến hành thanh tràng. Nhưng ai biết, nay chỉ là đáng sợ thú chiều khúc nhạc dạo, rất nhanh sẽ có gấp mấy lần hoang thú hiện ra đến, đem thanh tràng khu thứ nhất võ giả toàn bộ đánh giết, sau đó bắt đầu công thành. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ đối với cái kia chiến đấu còn lòng vẫn còn sợ hãi, hai bàn tay tâm đều là mồ hôi lạnh. Cái kia mũi ưng nam tử nhíu mày lại, hỏi: "Vậy bây giờ đây?" Cao Hoa sắc mặt hơi trắng bệch, hít một hơi thật sâu, u u than thở, sau khi vẫn công phòng không ngừng, mỗi ngày đều có một lần đại quy mô tiến công, hơn nữa không ngừng có mới hoang thú gia nhập vào. Hiện tại đứng ở trên tường thành nhìn ra bên ngoài, mênh mông vô bờ hoang thú, giống như là một phiến hải dương, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu nói đến phía sau trong âm thanh của hắn xen lẫn một tia run rẩy bốn người đều là sắc mặt khó coi mặt khác tên kia hình thể bao bọc ở trần hoa cánh tay nam tử trầm giọng nói vậy bây giờ hư thiên thành còn có thể chống bao lâu chúng ta lại phải nên làm như thế nào cao hoa ổn định quyết tâm thần mới nói cũng không ai biết còn có thể chống bao lâu mỗi ngày đều có một lần đại quy mô tiến công bất kỳ lần nào công kích đều có khả năng công phá thành phòng dương thanh huyền vẫn lặng lặng nghe giờ khắc này mới vừa hỏi nói hư thiên thành đối với chuyện này thấy thế nào cùng thiên tinh bất hủ hai đại vị diện liên hệ khi nào có thể đánh thông hư thiên thành bên trong có thể còn có cái gì lá bài tẩy này ba cái vấn đề đều hết sức then chốt mấy người không được gật đầu hiển nhiên đều rất muốn biết cao hoa nhìn dương thanh huyền một chút đối với hắn coi trọng mấy phần một hồi liền đã hỏi tới mấu chốt của sự tình giải thích nói rằng thành chủ đại nhân phân tích có thể là xúc động cấm chế nào đó cũng hoặc là có nhân vật mạnh mẽ lấy man thiên quá hải thần thông Đơn phương hướng cắt đứt cùng hai đại vị diện liên hệ. Khi nào có thể khôi phục liên hệ, thành chủ đại nhân cũng không chắc chắn, nhưng chỉ cần vẫn chờ đợi, không có ai từ hư thiên thành ly khai, tất nhiên sẽ gây nên hai đại vị diện cảnh giác. Thời gian này không cần quá lâu, chừng 10 ngày đủ để. Còn hư thiên thành lá bài tẩy. Hắn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nói, căn bản cũng không có bài tẩy gì, nói cứng nếu có, nên là này ba tầng phòng ngự kết giới, có thể chống lại thiên vị cường giả công kích. Chỉ cần linh thạch không ngừng hoang thú muốn đột phá này ba tầng kết giới hết sức khó khăn nhưng bên trong thành linh thạch cũng không còn lại bao nhiêu dương thanh huyền lấy làm kinh hãi nói làm sao sẽ nhiều như vậy thương hội linh thạch số lượng dự trữ là kinh người cao hoa khổ sở nhìn hắn than thở chờ đại nhân đi tới thành lầu nhìn qua liền biết mỗi lần thú chiều phát động tấn công đều là số lượng cao linh thạch viết tiến vào trong trận pháp đến cùng tiêu hao bao nhiêu linh thạch căn bản tính toán không tính quá đến chỉ biết là lần đầu tiên linh thạch dự trữ, chỉ duy trì một ngày, liền tiêu hao 7 phần 10. Hiện tại hư thiên thành mạnh mẽ trưng thu khắp thành linh thạch, dù vậy, cũng chỉ miễn cưỡng đủ duy trì lần công kích sau. Bốn người đều là hoảng sợ không thôi, nhưng nghĩ lại, hư thiên thành khổng lồ như thế, mỗi ngày đều là số lượng cao linh thạch tiêu hao nhưng cũng nói được. Đặc biệt là hoang thú mạnh mẽ dưới sự công kích, mỗi ngăn trở một đòn, đều cần tương ứng trình độ linh khí tiêu hao. Như là thú chiều như biển lời, xác thực không chống đỡ được bao lâu. Sự tình so với Dương Thanh Huyền trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn tiếp tục hỏi, hư thiên thành cụ thể có đối sách gì? Cao Hoa ngưng tiếng nói, đầu tiên là toàn thành thu thập linh thạch, duy trì hộ thành đại trận bất diệt, thứ yếu toàn thành thu thập võ giả, bảo vệ 10 tòa cửa thành. Trong mắt hắn bắn ra một đạo hàn khí, nói, phàm là địa giới bậc võ giả, đều có nghĩa vụ thủ thành, như là bất tuân, giết chết không cần luận tội. Bốn người đều là hơi thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục bình thường. Lúc này, lấy phi thường biện pháp nhưng cũng nói được. Cao Hoa nhìn bốn người một chút, trong mắt khôi phục lại yên lặng, tiếp tục nói, cho tới địa cảnh trở lên cường giả. Đã là ép buộc đừng tới, dù sao mỗi người đều là khó được sức chiến đấu, một khi cưỡng bách lời, dễ dàng gây nên bên trong hao tổn. Chúng ta sẽ tận lực thuyết phục, để cho bọn họ gia nhập chiến đấu. Dương Thanh Huyền nghĩ một hồi, nói, các ngươi liền chưa hề nghĩ tới, đem hết thảy bế quan võ giả tất cả đều triệu hoán đi ra sao. Như vậy sức chiến đấu ít nhất phải tăng lên đếm không chỉ gấp 10 lần dù sao hư thiên thành hơn triệu võ giả đại đa số đều đang bế quan bên trong dù cho một mình thực lực không đủ cũng có thể khiến đông cắn chết voi cao hoa nói có cái này dự án nhưng đây nhất định là bước cuối cùng chờ bên trong thành linh thạch duy trì không được hoặc là thủ thành người thương vong đến rồi trình độ nhất định liền sẽ phái người đem hết thảy mật thất toàn bộ đánh mở đây đã là hư thiên thành sau cùng lá bài tẩy bốn người đều trở nên trầm mặc cao hoa hỏi bốn vị đại nhân có thể còn có cái gì chỗ không rõ Dương Thanh Huyền theo dõi hắn, chăm chú hỏi, hư thiên thành thành chủ là tu vi gì? Trong thành này có bao nhiêu địa cảnh trở lên cường giả, thiên vị lại có bao nhiêu? Cao Hoa nhìn hắn thật lâu, than thở, thành chủ đại nhân tu vi ta cũng không rõ ràng, bên trong thành cường giả số lượng cũng không có thống kê. Dù sao thành phòng trên tử thương rất lớn, bây giờ là hết khả năng đem mỗi một phần sức mạnh đều vùi đầu vào thành phòng trên. Mà chức trách của ta, nhưng là ở phía sau phụ trách mặt trận thống nhất địa cấp trở lên cường giả cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chờ bốn vị đến rồi trên đầu tường liền có thể hiểu. Dương Thanh Huyền gật gật đầu nói, ta hiểu được, bất quá đã nói trước, ta biết đem hết toàn lực bảo vệ hư thiên thành. Nhưng nếu là trực tiếp uy hiếp đến tánh mạng của bọn ta, vậy thì xin lỗi, tất cả để bảo đảm mệnh làm chủ. Hai người khác cũng là liên tu nói đúng, nói, tất nhiên đem hết toàn lực, nhưng điều kiện tiên quyết là không bị thương cùng tự thân tính mạng. Cao Hoa Ông Quyền nói, bốn vị đại nhân yên tâm, lấy bốn vị tu vi, như là không muốn chiến ai cũng miễn cưỡng không được bốn vị chỉ có điều thành phá tổ chim bị phá vô hoàn chứng kính xin bốn vị nhiều gánh chịu bốn người lập tức ôm quyền chắp tay nói phải làm ngay sau đó cao hoa lập tức gọi tới thủ hạ mang theo bốn người hướng về thành đầu đi dương thanh huyền ra phủ thành chủ nhìn trên đường cái người đến người đi cảnh tượng vội vã đại lượng vật tư cuồn cuộn không bị mất vào đến trong phủ thành chủ toàn bộ trong không khí đều tràn ngập ngột ngạt cùng nóng nảy khí tức mà ngàn trượng ở ngoài kết giới bầu trời, xuất hiện hoang thú cũng càng ngày càng nhiều, cũng không có thống nhất chủng tộc, tất cả đều là dáng dấp dữ tợn. Đồng thời không ngừng có hoang thú đi xuống công kích, hoang khí đánh vào hộ thành kết giới trên, nổi lên nhỏ nhẹ bạch quang, sau đó hóa thành nước văn khuếch tán. Cái kia dẫn dắt người cũng không thường nhắc đầu mong ngày, mặt rất lo lắng. Sau nửa canh giờ, bốn người liền bị dẫn dắt đến một chỗ cao vót nguy nga trên đầu tường, trên đó viết một cái to lớn chín chữ. Toàn bộ hư thiên thành 10 tòa cửa thành, Giờ khắc này tất cả đều là đóng chặt lại. Mười tòa cửa thành thành một đường tia, cách xa nhau ngàn trượng xa, cũng vậy canh gác, hình thành chống đỡ thú chiều mạnh nhất chiến tuyến. Dương Thanh Huyền mấy người tiến vào thứ 9 tòa thành đầu, lập tức thấy được ngoài thành rậm rạp chằng chịt hoang thú, như mây đen nhốn nháo, liên miên bất tuyệt kéo dài tới đi ra, không nhìn thấy bờ. Tử diều Hâu sắc mặt một hồi liền trắng bệch, không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Dương Thanh Huyền cùng hai gã khác nam tử sắc mặt cũng không tốt lắm, đều là ra đầu hết sức tê dại, hơn nữa thành trong đầu truyền đến hết sức mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho mấy người một trận buồn nôn. Có tiếp viện đến rồi, tiếp viện đến rồi. Năm người vừa vào thành đầu, lập tức truyền đến tiếng hoan hô, để âm u đầy tử khí thứ chín cửa thành có một tia sinh khí. Vô số ánh mắt từ bên trong nhìn đi ra, rơi vào bốn người trên người, là địa cấp cường giả. Vừa đưa ra bốn tên địa cấp cường giả, vòng kế tiếp công kích lẽ ra có thể đối phó. Có người vô cùng vui vẻ nói rằng: nhưng cũng có người sắc mặt lạnh lẽo trong mắt không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào chỉ là từ tôn nói chỉ mong đi đến nhiều hơn nữa người cũng vô dụng hiện tại chỉ có thể tận lực bảo vệ cùng đợi đường đối vị diện mở ra đây mới thật sự là hy vọng dương thanh huyền bốn sắc mặt người đều cực kỳ khó coi thậm chí có chút hối hận đến rồi đều muốn xoay người rời đi nhưng nghĩ đến như là thành phá đến thời điểm ở vô biên vô tận thú triều hạ chính mình càng không có sống sót hy vọng không thể không nhắm mắt đi vào thứ chín cửa thành chỗ chỉ huy Kiến mộc đại nhân, có bốn vị đại nhân trước để báo cáo. Đi vào chỗ chỉ huy, cái kia dẫn dắt người lập tức hướng về một tên ông lão áo xám báo cáo. Chỗ chỉ huy bên trong cũng không lớn, nhưng cũng có 17 người, hoặc đứng hoặc ngồi, đầy mặt đều là uể oải, hơn nữa một nhiều hơn phân nửa đều bị thương, đang đang lẳng lặng điều dưỡng. Gặp có người đi vào, 17 người đều là trong mắt sáng ngời, ánh mắt dồn dập rơi vào Dương Thanh Huyền bốn người trên người. Nhưng nhìn thấy bốn người cũng chỉ là luân hải cảnh, đồng thời hai người là luân hải sơ kỳ, còn có hai người cũng bất quá là luân hải trung kỳ trong mắt cái kia sáng ngời ánh sáng lại ảm đạm xuống ông lão áo xám nhìn lướt qua bốn người ánh mắt rơi trên người dương thanh huyền sững sờ nói là ngươi dương thanh huyền sửng sốt một chút hỏi đại nhân nhận ra ta ông lão áo xám khẽ mỉm cười nói ngày đó buổi đấu giá trên ngươi từng ra tay hai lần chụp duoc một vài thứ này ông lão áo xám chính là ngày đó bảo vệ sàn bán đấu giá hai tên xâm la ngục tứ quỷ một trong kiến mộc dương thanh huyền cũng ở ngày đó trong hỗn loạn gặp kiến mộc đối với hắn nhất định có ấn tượng nhưng không nghĩ tới kiến mộc một hồi liền nhận ra chính mình ngày đó vẫn là mang theo mặt nạ ra người hắn không khỏi đối với này kiến mộc nổi lên một tia kinh ý cùng kiên kỵ ôm quyền nói đại nhân quả nhiên dễ nhớ tính kiến mộc khẽ mỉm cười nói không cần khen tặng ta các ngươi có thể tới ta là rất cao hứng sau đó đối với cái kia dẫn dắt chi người nói ngươi trở về đi thôi cái kia dẫn dắt người vội vàng lĩnh mệnh liền vội vã rời đi chỗ chỉ huy về phủ thành chủ đi tới kiến mộc đối với bốn người nói các ngươi đều tên gọi là gì đều yên lặng một chút đừng quá khẩn trương hơi hơi buông lỏng một chút vòng kế tiếp thú chiều công kích sợ là lập tức liền sẽ bắt đầu ngoại trừ dương thanh huyền chấn định một ít ở ngoài hai gã khác nam tử cùng tử diều hâu đều có vẻ hơi căng thẳng bốn người phân biệt báo lên họ tên nói la phi uyên ca trịnh địch quản phong kiến mộc lẩm bẩm đọc một lần Liên gật đầu nói, chống đỡ thú chiều thủ đoạn, phải tránh thâm nhập địch bên trong, chỉ cần đánh lui bọn họ là tốt rồi, một khi rời thành cửa xa, sẽ rất khó trở lại nữa. Dương Thanh Huyền hỏi, đại nhân làm sao mà biết này thú triều liền muốn bắt đầu công kích? Kiến Mộc lặng lẽ không nói, biểu hiện ngưng trọng nhìn phía một bên, chỉ thấy đang chỉ huy bên trong, trong đó một mặt trên vách tường nạm một khối to lớn thủy tinh, có thể xuyên thấu qua tường thủy tinh, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, những hoang thú kia đều ở đây tại chỗ nối tiếp nhau tất cả đều ngay ngắn có thứ tự bộ dạng canh giờ còn có cảm giác đã gần đủ rồi những ngày hoang thú tuy rằng còn rất bình tĩnh nhưng ngươi nhìn trên người bọn họ khí tức bắt đầu trở nên nóng này kiến mộc sắc mặt trở nên sắc khí trải rộng một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm bên ngoài dương thanh huyền cẩn thận nhìn chăm chú đi qua quả nhiên phát phát hiện những hoang thú kia trong mắt của thụ trực con ngươi không ngừng thu nhỏ lại ở con mắt xung quanh cũng dần dần biến ra một vòng màu đỏ có chút bộ lông nộ trương mà lên khuôn mặt so sánh lẫn nhau trước cũng có vẻ càng dữ tợn. Những này hoang thú chủng loại quái lạ, giống như là vật loại vụ nổ lớn tựa như sau lưng nó nhất định có đầu lĩnh, bằng không sẽ không như vậy ngay ngắn có thứ tự. Nhưng có thể khống chế những này hoang thú đầu lĩnh là thế nào một thứ đáng sợ a? À? Như là đầu lĩnh kia tự mình xuất thủ, chúng ta còn có thể gánh vác được sao? Dương Thanh Huyền đầy mặt lo lắng hỏi. Tất cả mọi người là hơi thay đổi sắc mặt, kiến mộc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, than khí đạo, chỉ hy vọng ở đầu lĩnh kia xuất hiện trước. Hư thiên thành đối ngoại đường nối có thể đánh thông đến thời điểm hai đại vị diện cùng trung ương đại thế giới cường giả giáng lâm xuống liên không đáng sợ tuy rằng ở thương khung tinh vực bên trong còn có vô số chủng tộc sinh sống ở các đại vị diện khe hẹp bên trong thu được cực ít tài nguyên cũng không thường uy hiếp được nhân tộc lợi ích nhưng toàn bộ thế giới bị nhân tộc thống trị đã thì không cách nào dung chuyển sự thực bất kỳ bộ tộc cũng không thể cùng nhân tộc chống trọi dương thanh huyền nhìn bên ngoài cái kia vô số hoang thú dáng vẻ như có điều suy nghĩ Bỗng nhiên, kiến mộc trầm giọng quát lên, đến rồi. Nói, vỗ một cái trên mặt bàn một cái hình lục giác trận pháp, đem chân khí rót vào bên trong, trận pháp kia lập tức lánh sáng lên, toàn bộ thứ chín trong cửa thành, phát sinh tiếng gào chát chúa. Bên trong hơn 10 người đều là sắc mặt trắng bệch, một hồi súng lại, nhìn vách tường kiếng ở ngoài. Chỉ thấy bên ngoài bỗng nhiên cùng phong gào thét, cuốn lên cát vàng đem thiên địa che đậy, vô số hoang thú gầm hét lên, giống như chống trận một loại liên miên bất tuyệt đáng sợ sóng khí từng vòng hướng về cửa thành chấn động đến đánh vào hộ thành kết giới trên bị đụng nát tan sau đó tản ra nguyên bản hư thiên thành trong vòng ngàn dặm bên trong đều là một mảnh lục địa cũng bởi vì nay chút hoang thú tập kích làm cho lục địa toàn bộ dập tắt đã biến thành không có một ngọn cỏ hoang mạc đột nhiên hết thảy hoang thú đều run một cái giật mình trên người nổi lên sát khí toàn bộ ngàn dặm bình nguyên bầu trời lại bị khí tràng cường đại ép tới thay đổi hình kiến mộc bọn người đã quen chỉ là đần độn mặt âm trầm mà dương thanh huyền bốn người thì lại thực tại bị khí thế kia chấn động kinh ngạc một chút giống như là đưa thân vào thú trong biển bất cứ lúc nào muốn bị nuốt hết từ diều hâu cái kia kiều tiểu thân thể run hạ dựa thật sát vào dương thanh huyền bên cạnh người ẩm ẩm cái kia mênh mông vô bờ hoang thú một hồi chạy bốc lên điên cuồng hét lên đột nhiên nhằm phía cửa thành ở cách xa nhau trăm trượng địa phương trước mặt nhất một nhóm trực tiếp gảy đi lên đánh vào hộ thành kết giới trên từng mảng từng mảng màu trắng trận ánh sáng lên lại mất đi. Mặc dù bị bắn ngược về một chút, nhưng phía sau lại nhảy đi qua, như như mưa rào tiếp tục đụng vào kết giới trên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa hoang thú trùng điệp hướng về kết giới đụng lên đánh, còn có nhiều hơn trực tiếp lâm không bay lên, từ bên trên dưới sự công kích đến. Toàn bộ 10 tòa cửa thành phụ cận, mạnh nhất phòng ngự trên chiến tuyến, tất cả đều dậm rạp chẳng chịt mọc đầy hoang thú. Giữ tợn liều lĩnh xông về phía trước đánh, làm cho toàn bộ kết giới cũng vì đó biến hình. Nguyên bản kết giới phạm vi khoảng cách cửa thành là trăm trượng, bây giờ bị đè lên năm trong vòng 10 trượng, phóng ra trắng, lam, hồng tam sắc quang màng. Kiến Mộc sắc mặt ngưng trọng, quát lên, đều đi theo ta. Lúc này mang đầu ra chỗ chỉ huy, vừa đưa ra đến trên đầu tường, sắc mặt động mong xuống phía dưới. Toàn bộ cửa thành phía sau, tụ tập đếm thiên võ giả, tất cả đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Tu vi từ nguyên võ đại viên mãn đến linh võ cảnh đều có, tất cả đều đang lẳng lặng cùng đợi chiến đấu đến. Dương Thanh Huyền hướng về ngoài thành nhìn tới, kết giới kia ba tầng ánh sáng, dân dân liền muốn dính hợp lại cùng nhau. Đồng thời lấy 10 tòa cửa thành làm trung tâm, ba loại màu sắc ánh sáng giống cái chổi giống như hướng về toàn bộ thành trì phát tán mở. Hắn chú ý tới những hoang thú kia công kích ở kết giới trên sức mạnh, đều ở đây hướng về bốn phía khuếch tán. Kiến Mộc đột nhiên mở miệng nói, "Này hộ thành đại trận có ba tầng kết giới, làm dính hợp lại cùng nhau thời điểm, chính là sắp phá nát thời gian." nguyên bản đại trận này có thể mang bất kỳ công kích nào đều đều phân tán mở để mỗi một chỗ quân lực chịu đựng nhưng những này hoang thú thật sự là nhiều lắm lực lượng kia truyền cần thời gian nhất định vì lẽ đó thì sẽ sinh ra này loại hết sức vặn vẹo hiện tượng mà nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng ngừa ba vệt sáng dung hợp bằng không một cái cứ điểm vị trên bị kích phá vô số hoang thú tất nhiên liền trùng kích vào đến hết thảy đều xong lời nói này rõ ràng cho thấy nói cho bốn người bọn họ nghe còn lại người sớm liền hiểu bốn người đều là nghiêm nghị gật đầu tuy rằng bắt đầu có chút tê cả ra đầu, nhưng giờ khắc này trải qua đại chiến, một loại cùng chung mối thù bầu không khí ở trong thành lan tràn. Bốn người cũng đều thích ứng trạng huống trước mắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiến Mộc nhìn chằm chằm cái kia tam sắc quang mang, chậm rãi nói rằng, chờ tam sắc quang mang dung hợp trong nháy mắt, ở trong phủ thành chủ quản chế trận pháp các đại sư thì sẽ đem kết giới thu nhỏ lại trăm trượng, vừa vặn bảo vệ cửa thành. Giờ khắc này chính là chúng ta thời điểm xuất thủ phải đợi mảnh này vặn vẹo kết giới khôi phục như cũ, cần một canh giờ. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải kiên trì một canh giờ mới có thể đi vào khôi phục trong kết giới nghỉ ngơi chốc lát. Vừa mới dứt lời, cái kia trắng, lam, hồng ba màu ánh sáng liền dính hợp lại cùng nhau, biến thành màu nâu ám sắc, trong nháy mắt liền thu rút về, một hồi thiếp ở cửa thành ở ngoài. Tiến lên, kiến mộc hét lớn một tiếng, liền trực tiếp từ trên cửa thành bay ra ngoài, một trưởng cùng chụp ra. Dấu tay kia giống như hư vô, tự như cùng một tầng thật mỏng cái lồng khí, nội bộ đầy dẫy cực kỳ cường đại kinh khí. Toàn bộ ba trong vòng 10 trượng linh khí, cơ hồ bị hắn khuấy lên hết sạch, cùng cái kia trưởng pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ẩm ẩm. Kết giới co rút lại sau, cái kia nhóm đầu tiên xông lên hoang thú, lập tức bị này trưởng pháp bắn trúng, mảng lớn bạo nổ vỡ đi ra, chết rồi hơn 20 đầu. Dương Thanh Huyền trong lòng thất kinh nói, toái niết cảnh. Hắn gặp tam hoa cảnh tồn tại, thực lực kém xa kiến mộc đáng sợ như vậy trên đầu tường những đất kia cảnh cường giả cũng theo sát phía sau vò xuống thành sau đếm thiên võ giả đang lẳng lặng chờ đợi sau bùng nổ ra kinh thiên nộ hống toàn bộ giữa trời bay lên giết hướng về những hoang thú kia cùng ở bên cạnh ta đừng đi xa dương thanh huyền trầm giọng nói với tử diều hâu sau đó cũng hóa thành một vệt sáng giết đi ra ngoài những này hoang thú thực lực cũng không mạnh căn bản là nguyên võ trở xuống làm chủ nguyên võ cảnh có nhưng cũng không nhiều còn địa cảnh một mực nhìn tới tạm thời còn chưa thấy đến. Từ Diêu Hâu đáp một tiếng, theo sát Dương Thanh Huyền phía sau, cùng hắn duy trì khoảng 10 trượng khoảng cách, lấy ra ai ca kiếm đến, chém về phía những hoang thú kia, mỗi một dưới kiếm đều tinh chuẩn đánh chết một con. Những hoang thú kia vừa chết, giống như là bóng cao su tại chỗ bạo nổ mở, khổng lồ hoang khí tản mát ra, thân thể như ngược lại héo rút, xẹp thành một tấm da thật mỏng túi, nát tan ở trên không bên trong. Dương Thanh Huyền nhíu mày lại, trước mắt tình cảnh này hết sức không đúng, này vô số hoang thú trên người đầy rẫy quái lạ cùng một năm qua gặp phải hết thảy hoang thú đều bất tận tương đồng trước mắt một con cao cỡ nửa người bọ ngựa hình hoang thú đột nhiên nhào đem hạ xuống hai cái đường cánh tay mạnh mẽ đặt ở đấu quỷ thần trên hai cái quả cầu đen một dạng con mắt chết nhìn chòng chọc dương thanh huyền cái kia đường trên cánh tay răng cưa không ngừng bị kiếm khí làm hao mòn nhưng bọ ngựa nhưng không chút do dự nào kiên định mãnh đè xuống một bộ đồng quy vu tận khí khái lúc này từ hai bên cùng bầu trời lại vọt tới bốn, năm đầu hình thù kỳ quái hoang thú, tất cả đều là kiểu tự sát công kích. Những ngày hoang thú đều chỉ có chân võ cảnh đại viên mãn tu vi, căn bản không khả năng đối với Dương Thanh Huyền tạo thành bất cứ thương tổ gì. Hắn một chiêu kiếm ở trước người quét ngang đi ra ngoài, lập tức đem cái kia bọ ngựa cùng bốn phía hoang thú chém nát, đại lượng hoang khí phả vào mặt, trùng kích thân thể, vô cùng khó chịu. Dương Thanh Huyền vừa quét hụt chu vi trong vòng 10 trượng hoang thú, không quá nửa cái hô hấp, lại bỏ thêm vào tới, từng cái từng cái đầy mặt dữ tợn, mang theo kiểu tự sát hưng phấn, há to mồm đánh tới. Ầm ầm, lại là một chiêu kiếm quét ra, diệt đi những nảy hoang thú, nhưng vẫn chưa tới thời gian nháy mắt, càng nhiều hơn hoang thú lại điền vào đến, căn bản không có bất kỳ rỗi rãnh thời gian. Dương Thanh Huyền hơi thay đổi sắc mặt, bắt đầu hắn gặp những nảy hoang thú thực lực cũng không mạnh, vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Hiện tại mới phát phát hiện này loại che giả mang mọc tự sát thức công kích khủng bố đến mức nào, căn bản không có một chút xíu thời gian nghỉ ngơi, không ngừng nhào lên để cho ngươi xuất kiếm, nếu muốn chống đỡ lại một canh giờ, tất nhiên sức cùng lực kiệt. Đây là ở hoang thú tất cả đều là chân võ cảnh tu vi dưới tình huống, làm ra tốt nhất suy đoán, nhưng chém hơn 10 kiếm sau, liền bắt đầu có nguyên võ cảnh hoang thú pha trong đó, cũng là không hề lý tính nhào cắn lại đây, làm cho mỗi một lần xuất kiếm sức mạnh lại muốn tăng lên mấy phần. Nhanh, nhanh bảo vệ cửa thành. Bỗng nhiên kiến mộc giống to, địa phương thanh âm truyền tới, vang lên một trận nổ tung, đại địa chấn chiến. Dương Thanh Huyền đảo mắt nhìn tới, sợ hết hồn, chỉ thấy kiến mộc bị một đám nguyên võ cảnh hoang thú vây nhốt, lại có hơn trăm phô thiên cái địa dâng lên đi, tựa hồ nhận ra hắn là chủ tướng, muốn tập trung lực lượng đánh giết kiến mộc. Hư thiên thành võ giả tạo thành bức tường người, bị hoang thú giết mở ra một vết thương, hơn 10 đầu hoang thú dùng thân thể xung kích cái kia cửa thành. Ầm, ầm. Kết giới kia dính ánh sáng, liền bám vào trên cửa thành, nếu là bị kích phá lời không chỉ có là cửa thành bị phá, toàn bộ hộ thành đại trận đều triệt để đánh tan, như vậy hư thiên thành phòng tuyến chính là toàn diện tan vỡ. Dương Thanh Huyền cũng người đổ mồ hôi lạnh đến, đối với Tử Diều Hâu nói, ngươi canh giữ ở này. Nói, trên người liền nổi lên một mảnh ánh kiếm, đem bốn phía hoang thú chém giết, liền vội vàng hồi viên đi qua. Tử Diều Hâu chợt cắn răng một cái, lập tức đội lên đi tới, trong tay một chiêu kiếm vung lên, liền chém ra 10 trượng ánh kiếm, đem Dương Thanh Huyền chỗ hổng bù đắp những đất kia dưới bậc võ giả cũng xanh mặt xung phong tới Ấm, Ẩm, ầm một mảnh hoang khí cùng máu tanh nổi lên thỉnh thoảng có võ giả chết trận máu tươi kia trực tiếp bị hoang khí hút khô thi thể cũng khô quát xuống chìm vào trong cát dương thanh huyền chuyển đầu sau khi trong chớp mắt trở về cướp hơn 30 mươi trượng khoảng cách kiếm trong tay hồn từ lâu hóa thành nam minh ly hỏa cường đại hỏa diễm phun trào ra đến truyền đến kỳ lân tiếng gầm gừ ba ngàn nghiệp hỏa Ấm, ẩm ầm một chiêu kiếm chém ra bầu trời cùng trên mặt đất đồng thời xuất hiện mấy đạo tường ấm phân phật đẩy đè tới đem những hoang thú kia toàn bộ ép bạo nổ ẩm ẩm trước cửa thành dấy lên ngọn lửa hừng hực dương thanh huyền bóng người lóe lên liền bay xuống ở trước cửa thành cầm kiếm mà đứng như lửa bên trong chiến thần bảo vệ ở đó phía trước cái kia bị xé nứt phòng tuyến lỗ hồng không ngừng mở rộng rất nhiều võ giả chen trúc lấp kín đi như thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn toàn là phục dụng ở viết trong nháy mắt liền chết hơn 30 người Thi thể trực tiếp chìm vào trong cát, chỉ lộ ra bộ phận dáng dấp, nhưng cũng rất nhanh bị dập tắt. Trên đời liền cũng không còn người này. Dương Thanh Huyền nhíu mày lại, nay cảnh tượng thê thảm để hắn cũng không khỏi khiếp đảm. xa xa kiến mộc hoàn toàn bị vây nhốt, nhóm lớn nguyên võ cảnh hoang thú cắn xé đi tới, vô cùng vô tận, căn bản không thoát thân được. Như là như thế này tiếp tục kéo dài, sợ cuối cùng lành ít giữ nhiều. Hắn vừa liếc nhìn Tử Diêu Hâu, trong mắt nhất thời tuôn ra sát khí. Tử Diêu Hâu tình trạng cũng cực kỳ không ổn trong thời gian ngắn mặc dù không đến nỗi gặp nguy hiểm nhưng đã bị hoang thú vây nhốt luân hãm hầu như thành vấn đề thời gian đem vòng chiến thu nhỏ lại lui về dương thanh huyền kịp thời lập đoạn bỗng nhiên hét lớn tuy rằng hắn không phải đầu lĩnh nhưng mọi người đã cảm giác khó chống đã sớm muốn lui nghe vậy càng là vội vàng lùi về sau một hồi đem vòng chiến rút nhỏ hơn nửa hầu như đều đã lùi đến dưới cửa thành dương thanh huyền một hồi đem tử diều hâu kéo lại phía sau làm cho nàng có thời gian rảnh nghỉ ngơi kiến mộc đại nhân bị vây lại, làm sao bây giờ? Một tên luân hải cảnh cường giả nhìn phía xa, không khỏi sốt sắng, kiến mộc là mọi người người tâm phúc, như là chết trận, thứ chín cửa thành tất nhiên không thủ được. Đại nhân là toái niết cảnh cường giả, chỉ là nguyên võ cảnh làm sao nhốt được hắn. Một người khác một bên giết vừa nói, vẫn là tập trung tinh lực giết địch, bảo vệ cửa thành quan trọng. Trước mắt hoang thú công kích càng mãnh liệt hơn, một mảnh cắt vàng phun trào, đầy dẫy làm người nôn mửa mùi máu tanh hầu như mỗi một cái hô hấp đều có người chết đi, tiếng kêu thảm thiết giống như là bình thường âm thanh, cơ hồ không có dừng lại một hồi. Mà giờ khác này vừa quá thời gian một nén nhang, khoảng cách một canh giờ còn kém cực xa. Không xong rồi, kiến mộc đại nhân lần này thật sự nguy hiểm, nhất định phải đi cứu hắn. Một gã khác áo bào cho nam tử trầm giọng nói, nam tử kia sắc mặt nham hiểm, trầm ổn xuất trưởng đem trước mắt hoang thú đẩy lùi, như một phương bàn thạch đứng ở cái kia, là biểu hiện nhất là nhất sắc một trong cường giả. Dương Thanh Huyền cũng đã sớm chú ý tới người này, cảm thấy mặt mũi hắn có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp. Cứu! Nói đơn giản dễ dàng, phát hiện ở cửa thành đều nhanh không chống nổi, làm sao cứu? Ngươi đi cứu thử xem. Một người khác nói móc nói. Cái kia áo bảo cho nam tử vẫn chưa bởi vì trong lời nói khiêu khích nổi giận, mà là trầm ổn nói rằng, phái năm người liên thủ đi cứu, năm người thiếu sót sức mạnh, ta một người có thể tiếp tục chống đỡ. Cắt, ngươi thì khoác lác đi, ngươi một người có thể gánh vác năm người thiếu hụt năm tên linh võ cảnh thiếu hụt đi người kia không tha thứ đuổi theo phản phúng nhưng trong tay chưa thức ác liệt không giảm phân nửa phân vô cùng tàn nhẫn xé rách những hoang thú kia áo bào cho nam tử cũng không phản bác mà là một tay hoa tròn đánh ra một đạo bá đạo vô cùng trường pháp đem xung quanh hoang thú một hồi chấn động đến mức nát tan sau đó đơn xoay tay một cái một mặt màu vàng tam giác kỳ liền xuất hiện ở lòng bàn tay Dương Thanh Huyền nhìn thấy cái kia màu vàng tam giác kỳ, lập tức con ngươi co rụt lại, vang lên này người đến. Cái kia tam giác kỳ chính là khúc phong thương hội bán đấu giá á địa khí mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hàng nhái. Người áo bào cho chỉ là lấy kỳ sát công phu kia, những hoang thú kia lại vây công tới, hắn đem kỳ ném một cái, sau đó hai tay bấm quyết, đánh vào bên trong. Hoàng kỳ theo chiều gió phất phới, một hồi ở trên không bên trong lớn lên, tỏa ra cường đại ánh vàng, che chở hạ xuống. Ầm, chu vi 50 trượng bên trong, đều bị kỳ chiếu sáng ở, đem nhóm lớn hoang thú che ở bên ngoài. Hoàng kỳ theo chiều gió phất phới, nhưng trên phù văn nhanh chóng lấp lóe, linh khí ở lấy tốc độ đáng sợ trôi đi. Mọi người vừa mừng vừa sợ, sĩ khí rung lên, tất cả đều bùng nổ ra cường đại sát khí, báo thủ giống như vậy. Đem cờ xí soi sáng bên trong hoang thú toàn bộ sát quang, lúc này mới được nửa khắc thở dốc. Nhưng này màu vàng cờ xí trở nên hoảng hốt, cũng nhanh không ngăn được phía ngoài đánh sâu vào. Áo bào cho nam tử hoàn toàn biến sắc, trong tay quyết ấn nhanh chóng biến hóa, đồng thời miệng quát, không phải nghỉ ngơi, nhanh đẩy lên, này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ sắp băng. Mọi người lúc này mới sắc mặt trắng nhợt, tiếp tục cắn răng đi phía trước giết tới. Áo bào cho nam tử lại nói, lưu lại năm người, cứu kiến mộc đại nhân. Nếu là không có kiến mộc sức mạnh chấn thủ thứ 9 cửa, chúng ta căn bản không thủ được, nếu thành phá, tất cả mọi người phải chết. Dương Thanh Huyền lúc này nói rằng, ta đi. Tử Diêu Hâu vội vàng nói, ta cũng là. Còn có ta, lúc trước châm chọc áo bào cho nam tử người kia cũng trong mắt lóe ra tàn khốc ba người không do dự nữa vội vàng lao ra mậu kỷ hạnh hoàng kỳ kết giới hướng về kiến mộc phương hướng lướt đi mặt khác lại có hai bóng người theo sát mà đến càng là cùng dương thanh huyền cùng nhau tới được trịnh địch cùng quản phong hai người cũng thực lực không tầm thường tuy rằng sắc mặt khó coi có chút chật vật nhưng mới vừa rồi một luân phiên công kích hạ hoàn toàn không có hữu thụ tổn thương năm người lấy dương thanh huyền làm tiên phong trình hình tam giác trận đội hướng về kiến mộc phương hướng phóng đi, một hồi đem hoang thú đám sông mở, áp sát đến kiến mộc khoảng 50 trượng. Nhưng năm người cũng không thoải mái, trái lại sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, cái kia chút vây quanh kiến mộc. Tất cả đều là nguyên võ cảnh hoang thú, vừa áp sát một chút, liền rõ hiện ra cảm giác được áp lực đột ngột tăng. Những nguyên võ cảnh kia hoang thú không ít quay người lại, hướng về năm người trên người đập tới. Dương Thanh Huyền quát lên, phân tán sông. Lúc này năm người một hồi tản ra, từ năm cái phương vị hướng về cái kia trong bầy thú phóng đi, lập tức đem bầy thú công kích tách ra. Cứ như vậy, trực tiếp giảm bớt thẳng mặt áp lực thật lớn, đồng thời đem vây nhốt kiến mộc thú đám khuấy lên đảo loạn, cho kiến mộc chính mình đào mạng chế tạo cơ hội. Quả nhiên, kiến mộc vị trí lập tức có chân khí cường đại bạo động, đang cố gắng đột phá phong tỏa. Dương Thanh Huyền cho Tử diều Hâu truyền âm, nói: "Không nên chết chiến, mang theo những này hoang thú bắt đầu chạy liền có thể." Chính hắn như là chạy một trận, nhắm ngay khe hở cơ hội, đi đến mặt trùng kích vào đi. Ầm ầm. To lớn bá kiếm đột nhiên hiện ra, như một tòa trường thành giống như bỗng dưng chém xuống, một chiêu kiếm liền tống táng bảy, tám đầu nguyên võ cảnh hoang thú, đè ra một mảng nhỏ khu vực chân không. Sau đó Dương Thanh Huyền bóng người vút qua, vọt vào hơn 10 trượng xa, lập tức đối mặt 20, 30 đầu hoang thú từ bốn phương tám hướng xung kích lại đây. Dương Thanh Huyền tâm niệm nhất chuyển, tay phải gánh to lớn bá kiếm, hướng về bốn mặt chém tới, tay trái nhưng là lấy ra nam minh ly hỏa kiếm một chiêu kiếm bổ về phía kiến mộc phương hướng mấy chục đạo hỏa diễm kiếm khí kích bắn đi đồng thời đại địa cùng trên bầu trời đốt ra một đạo cực mạnh tường ấm ầm ầm chiêu kiếm đó đánh ra hơn 10 trượng xa kiến mộc có cảm ứng hướng về tường ấm phương hướng điên cuồng tấn công mà tới ầm ầm một tiếng tường ấm tận đầu vài con hoang thú nổ tung một đạo ánh sáng đỏ tươi từ trong đó lao ra trong khoảnh khắc đã đến dương thanh huyền bên cạnh người thấp trầm giọng nói rằng đi mau Người kia máu me khắp người, hầu như thoi thóp, chính là kiến mộc. Hắn đem hết toàn lực một đòn, phá mở một vết thương trốn thoát, giờ khắc này đã là cung dương hết đà, lại không sức chiến đấu, liền ngay cả ngự không đều lảo đà lảo đảo. Dương Thanh Huyền vội vàng thu hồi Nam Minh Ly hỏa kiếm, đưa hắn nắm ở trong tay, tay phải bá kiếm nhưng là hướng về phía sau bổ tới, đem cái kia chút đuổi tới hoang thú chặn một hồi. Ầm ầm, bá kiếm đánh vào mấy đầu nguyên võ cảnh hoang thú trên người, đưa chúng nó chém nát nhưng lũ lượt kéo đến hoang thú tất cả xông vào trên thân kiếm, chấn động đến mức dương thanh huyền khí huyết khuấy động, cầm kiếm bất ổn. ầm một tiếng, cái kia bá kiếm trực tiếp phá nát dương thanh huyền trong cổ một mặn, một ngụm máu suýt chút nữa xông tới. bá kiếm phá toái trong nháy mắt, hơn trăm đầu nguyên võ cảnh hoang thú liền xông đến trước mắt, hắn hai mắt một đỏ, sát khí nổi lên, nam minh ly hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay phải, chém tới ba ngàn nghiệp hỏa ầm ầm, ngọn lửa cuồng bạo bốn phía tản ra đem những hoang thú kia xung kích một ngăn trở, đồng thời vừa tối bên trong quát lên, cổ hạt. Một luồng toái nứt cảnh sức mạnh lập tức sau lưng Dương Thanh Huyền tản ra, sau đó bỗng dưng xuất hiện một con to lớn cái kìm, lui về phía sau đường phương hướng kéo đi. Xỉ. Lớn kìm sức mạnh trực tiếp kéo nát bầu trời, phía trước trong vòng trăm trượng hoang thú toàn bộ bạo nổ mở, một cái sâu đậm vết nứt không gian thẳng tắp xuất hiện ở Dương Thanh Huyền trước người. Lùi. Dương Thanh Huyền hét lớn một tiếng, cầm lấy kiến mộc liền hóa thành lưu quang, dọc theo cái kia vết nứt không gian trở về thối lui từ diều hâu bốn người vẫn còn ở cùng lượng lớn hoang thú du đấu bị cái kia một kéo lực lượng khiếp sợ ở sau đó nghe thấy dương thanh huyền tiếng quát kinh hỉ bên dưới vội vàng trở về trốn lúc này cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng đã nhánh chóng được cực hạn áo bảo cho nam tử vồ giữa không trung hoàng kỳ liền kịch liệt thu nhỏ lại biến trở về thành to bằng lòng bàn tay rơi vào trong tay hắn kỳ quang bảo vệ biến mất mọi người biết vậy nên áp lực to lớn đỡ không được cái kia phô thiên cái địa xung kích chiến tuyến lập tức tan vỡ lùi lại phía sau đi dương thanh huyền sốt sắng, ngự không thuật phát huy đến cực hạn một hồi bay qua đông đảo hoang thú cùng mọi người hội hợp hắn vừa rơi xuống đến liền đem kiến mộc ném cho một tên chân võ cảnh võ giả sau đó vội vàng xoay người hai tay ở trên không bên trong bắn ra bảy đạo màu sắc rực rỡ dây đàn hiện ra hóa thành cửu tiêu hoàn bội còn cường đại địa khí lực lượng lan ra dương thanh huyền mười ngón liều mạng biểu diễn kéo từng đạo từng đạo dây đàn phá không đánh tới ầm ầm xông vào trước nhất đầu hoang thú bị cửu tiêu hoàn bội lực lượng một đòn toàn bộ nổ tung ra đồng thời bụi bặm phi dương bên dưới từng đạo từng đạo tiếng đàn hóa hình thành người như thân mặc áo giáp thiên binh thiên tướng tay cầm binh khí hướng về những hoang thú kia lướt đi áo bào cho nam tử đầy mặt kinh hãi cả kinh nói cắt cỏ vì là ngựa vung đậu thành binh ở từng đạo từng đạo dây thanh âm hóa hình bên dưới trên mặt đất cát vàng cũng chịu ảnh hưởng, cao tần chấn động, càng cũng hướng về khâu trung hội tụ đi, hóa thành từng cái từng cái người cao xa chi chiến sĩ, giết hướng về hoang thú. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt ngoác mồm. Có chút đến từ danh môn con em của thế gia, nhận ra loại thần thông này bí thuật, đều là cả kinh nói không ra lời. Nhưng Dương Thanh Huyền lấy sức lực của một người căn cứ địch, hiển nhiên không hiện thực, hắn dùng hết toàn lực biểu diễn, mười ngón trên đều là máu tươi, nhưng này chút hóa hình chiến sĩ vẫn là đỡ không được hoang thú xung kích, không ngừng vỡ vỡ đi ra. Dây thanh âm càng ngày càng nhanh, máu tươi nhỏ xuống ở đàn cổ trên, đem thất sắc tất cả đều nhiễm phải máu tươi, Dương Thanh Huyền đã phát huy đến cực hạn, mồ hôi như mưa rơi, sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người là trong lòng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn lấy sức lực của một người đối phó toàn bộ thú chiều công kích, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đã là kinh thế hãi tục. Giết, dù sao cũng chết, ngoài thành chết trận dù sao cũng hơn thành phá sau cong chết tốt lắm. Một người sắc mặt âm lãnh, hú lên quái dị sau, liền bay vọt lên đến, giống một con rơi giống như hướng về thú chiều bên trong nhà tới. Dương Thanh Huyền tiếng đàn đột nhiên nhất chuyển, trở nên như minh hoàn bội, tật phong sậu vũ, toàn bộ dưới cửa thành đã xuất sát phạt gạn độc hơi trong thanh âm. chúng máu của người ta tại này cỗ sát phạt thanh âm hạ, trở nên kích động, khi thế như núi, từng cái từng cái gào thét lớn trước mặt xung phong đi tới kiến mộc ngồi xếp bằng ở bên dưới thành nghỉ ngơi máu me khắp người nghe thấy chiến thanh âm hậu thân thân thể run lên hơi mở mắt ra khiếp sợ nhìn dương thanh huyền trong lòng thầm nói nếu không có người này ta sợ đã là cắt vàng bọc thân nay thứ chín cửa thành hơn nửa cũng kiên không thủ được chỉ là luân hải sơ kỳ tu vi lại có sức chiến đấu như thế thật không biết người này là môn phái nào thiên tài hán thầm nghĩ sau một lúc lại nhắm hai mắt lại tiếp tục dưỡng thương dương thanh huyền tiếng đàn thay đổi sau áp lực suy giảm chỉ là ở xung quanh cơ thể hóa ra một đạo khoảng năm trượng thanh âm giới phàm là sông lên hoang thú đều bị cái kia thanh âm giới chấn động đến mức nát tan thế cuộc ngắn ngủi ổn định lại nhưng thương vong vẫn còn ở lấy tốc độ đáng sợ mở rộng toàn bộ chiến trường giống như một chiếc cối say thịt không ngừng đem từng cái từng cái hoạt bát sinh mệnh vắt nát tan dương thanh huyền đầy đầu mồ hôi lạnh có chút nóng này truyền âm nói kiến mộc đại nhân có thể còn có cái gì biện pháp tiếp tục như vậy sợ tất cả mọi người viết đi vào cũng không thủ được này thứ chín cửa thành kiến mộc hơi mở mắt ra bình tĩnh nói ngươi cho rằng mấy ngày qua chúng ta là làm sao thủ thành chính là từng cái tính mạng viết lấy thân thể máu thịt chống đối này thú chiều dương thanh huyền trong lòng dùng mình trên mặt không có chút hồng hào lập tức trong mắt che kín nham hiểm lạnh giọng nói vậy dạo này thủ thành ý nghĩa ở đâu rõ ràng chính là một chiếc to lớn tiêu hao cơ khí không ngừng tiêu hao sinh mệnh cùng tài nguyên không bằng mở cửa thành ra mọi người ai trốn đường nấy Kiến Mộc lạnh lùng theo dõi hắn, nói, mở cửa thành ra là có thể chạy thoát sao. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là mau đánh thông vị diện để phía ngoài cường giả đi vào. Dương Thanh Huyền trầm mặt không lên tiếng, hắn biết Kiến Mộc nói là đúng. Trước mắt mênh mông vô bờ biển thú, sợ là lấy sức mạnh của hắn, cũng chưa chắc phi đi ra ngoài, thậm chí thiên vị cường giả cũng chưa chắc đi được rơi. Những này hoang thú, rõ ràng cho thấy chịu đến lực lượng nào đó khống chế, thành chủ đại nhân liền không nghĩ tới tìm ra lực lượng kia, từ trên căn bản giải quyết sao? Này thú chiều như biển, liền ngay cả ngay cả bay ra ngoài cũng không thể, làm sao tìm được màn này hậu lực số lượng? Hơn nữa, kiến mộc muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mới nói, hơn nữa những này hoang thú tựa hồ cũng không vội mở ra phá thành. Bằng không sẽ không mỗi ngày liền công kích một lần, như là không ngừng nghỉ đè lên phòng tuyến tiến công, sợ là đã sớm phá thành. Dương Thanh Huyền chấn động trong lòng, sợ hãi nói, ý của đại nhân là, những này hoang thú đang cố ý theo chúng ta làm hao mòn. Kiến Mộc nói, ta chỉ là cái cảm giác này mà thôi, cũng không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa hoang thú mục đích rốt cuộc là cái gì, chúng nó ý muốn như thế nào, đều không trọng yếu. Quan trọng là đứng vững thành phòng, sau đó chờ đợi vị diện mở ra, cường giả đến cứu viện. Dương Thanh Huyền gật gật đầu, khốc liệt như vậy trong hoàn cảnh, giữ được tính mạng là khẩn yếu nhất, còn dư lại chỉ có thể chờ đợi có thừa lực lo lắng nữa. Đàn xong một khúc thập diện mai phục sau, Dương Thanh Huyền lấy ra một ít đan dược nuốt vào thân thể liền như sau mưa gặp cam lộ, lập tức khôi phục không ít, hắn giơ lên máu me đầm đìa ngón tay, bắt đầu gảy một khúc sắt phá lang. Bong bong sắt phạt thanh âm, hóa thành từng tia từng tia đấu khí, dung nhập vào mỗi một tên võ giả trong cơ thể, làm người nhiệt huyết sôi trào, sát khí dâng lên. Cuồn cuộn cắt vàng bên trong, sóc khí chuyển song, hàn quang chiếu thiết y, toàn bộ phòng thủ thành ngàn dặm trên chiến tuyến đều là sát khí như máu, cắt vàng đầy trời. Hư thiên thành bên trong không có mặt trời lặn, ở mặt trời bắn thẳng đến hạ, hết thảy đều có vẻ trắng bệch chói mắt. Ở nơi này cắt vàng luyện ngục phía trên, không biết bao nhiêu khoảng cách trên cao không, có một người đàn ông hai tay kết ấn, ngồi khoanh chân, mặt không hề cảm xúc. Nam tử khuôn mặt thanh tuyển, tóc dài rối tung ở phía sau, càng là một vị khó được mỹ nam tử. Nhưng ngũ quan đó rõ ràng trên mặt, lại có phù văn lấp lóe, lộ ra từng tia từng tia tà khí, cẩn thận nhìn tới. Cái kia lông mày rậm mũi cao trong đó, tràn ngập cảm giác quái dị, Tựa hồ cũng không phải nhân tộc. Ở nam tử quanh thân, hiện ra từng đạo từng đạo màu vàng khí tức, như ẩn như phát hiện, không ngừng bị hấp vào bên trong cơ thể. Mỗi lần hấp thu một hồi, từ mi tâm đến khuôn mặt, phần gáy, đến nỗi toàn thân, đều có quỷ dị phù văn xuất hiện, lóe lên rồi biến mất. Hư vô hoang thiên quyết, ta nói làm sao xảy ra phát hiện hoang thú triều, hóa ra là ngươi đang mượn trợ hoang khí cùng sát khí, tu luyện này thần thông. Trước phương hư không bên trong, chậm rãi truyền đến một đạo dễ nghe nữ tử tiếng theo thanh âm hạ xuống hư không lóe lên hiện ra một tên diêm dúa loài loài nữ tử da thịt trắng hơn tuyết ngũ quan tinh xảo không giống người phàm con mắt màu xanh sẫm bên trong lập loài yêu dị khí cái kia trắng như tuyết chân trần trên vẽ màu xanh biếc đồ đằng nhìn thấy được giã tính mười phần toàn thân đều lộ ra một loại tà đẹp khí làm người huyết mạch sôi sục nam tử bỗng nhiên mở to hai mắt trong hai con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ phảng phất gặp được cái gì thứ cực kỳ đáng sợ thân thể dĩ nhiên run rẩy người ngươi là Trung quanh hoang khí tại hắn rối loạn dưới khí tức như nhân nước ao hoặc như là lão người nếp nhăn trên mặt trở nên sóng lớn trong trẻo nữ tử đầy mặt kinh ngạc nhướng mày lên đầu nói ngươi nhận ra ta ủng ục nam tử chật vật nuốt xuống hạ từ tĩnh tọa trong trạng thái đứng dậy mất đi cái kia dường như tuyên cổ bất biến bình tĩnh thong dong càng lui về phía sau xa mấy chục trượng đầy người cảnh giác khanh khách nữ tử ha ha cười lên con mắt màu xanh sẫm nhìn chằm chằm nam tử kia xa xôi nói rằng nếu nhận ra ta như vậy ngươi theo ta hẳn là người cùng một thời đại hơn nữa người mang hư vô hoang thiên quyết lại tinh thông hoang hóa thuật chắc là hoang chi vương tộc người kỳ quái ta làm sao chưa từng thấy đây nam tử kia sắc mặt khó coi dị thường hai tấn càng chảy xuống chảy dòng dòng mồ hôi lạnh đến chật vật nói rằng dĩ nhiên đúng là ngươi vạn trùng trì mẫu cô na nha 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 thật vẫn nhận ra ta lại đều có thể gọi ra tên của ta đây cô na trong mắt hàn quang lấp lóe châm chọc nói ngươi là mình cho biết tên họ đây vẫn là để ta đánh hồn phách của ngươi tự mình tiến tới thấy thế nào nam tử đầy mặt kiên kỵ lại lùi xa mấy chục trượng cô na khóe miệng ngậm lấy cười gần giống như là đang nhìn vai hề giống như vậy căn bản không để ở trong lòng nam tử im lặng một hồi tựa hồ cũng ý thức được mình đề phòng căn bản không dùng trái lại có vẻ buồn cười buồn cười lập tức đàng hoàng nói rằng ta là diễn thành đệ đệ diễn tu yêu chẳng trách diễn tu thật giống ngay qua danh tự này nói là diễn thành có người em trai, bởi vì phạm lỗi lầm bị nhốt đứng lên, nói vậy chính là ngươi đi. Cô Na khí thổ như lan, sâu kín nói, của nàng từng cái biểu hiện, đều là một loại mị thái, chỉ là lặng lặng đứng ở đó, giống như là có gió tình vạn loại, cái kia thân thể hoàn mỹ, lộ ra cực kỳ mê người mị tà vẻ đẹp. Diễn tu nuốt ngụm nước, trong lòng dấy lên vô biên dục hỏa, hai con ngươi bốn phía đều nổi lên màu đỏ tươi, nhưng dục hỏa mạnh hơn. Hắn cũng không dám có nửa điểm vượt qua, đàng hoàng đứng ở đó nuốt nước miếng, đồng thời ở cô na dưới ánh mắt, từ lâu là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hừng, chính là ta. Diễn tu lại nuốt nước miếng một cái, lão lão thật thật nói. Khanh khách. Cô na một hồi cười lên, trong con người tràn đầy vô tận tà mị, nhếch miệng, chầm chậm nói, thân thể của ngươi. Thật giống muốn đối với ta mưu gây rối. Diễn tu sợ hết hồn, thân thể run lên một cái, nội tâm dục hỏa trong nháy mắt bị hoảng sợ dập tắt, nơi nào đó trực tiếp liền tê liệt hạ xuống vội vã run giọng nói không dám tuyệt không dám cái kia sắc mặt tái nhợt giống như một trang giấy không có nửa phần màu máu khanh khách đồ vô dụng so với ca ca ngươi kém xa cô na cười hắc hắc sau đó ánh mắt liền lạnh xuống lạnh giọng nói tự mình tộc bị phong ấn sau những năm gần đây xảy ra một ít gì đại sự diễn tu đem đầu dung cùng chống bỏi tựa như ta cũng không biết năm đó phong ấn ta ấn lực bị giải khai mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh đối với hiện tại tình hình cũng có chút mờ mịt. Cô Na nhìn hắn chầm chầm hai mắt, biết hắn vẫn chưa nói dối, liền hư một tiếng, nói, coi như người tốt số. Cái kia diêm rúa loài loài thân thể, liền chậm rãi ảm đạm xuống, dần dần ẩn vào hư không. Diễn tu cảm thấy lời này có ý riêng, nhưng không hiểu xác thực là chỉ cái gì, gặp cô Na liền rời đi như thế, có chút không dám tin tưởng, sững sờ nói, người, không giết ta. Cô Na yên lặng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy châm chọc, nói, giết người. Khanh khách, ngươi vẫn đúng là coi mình là một nhân vật. Khanh khách, cười chết ta rồi. Cô Na không hề che giấu chút nào mình cười nhạo và khinh thường, thân thể ẩn và hư vô bên trong, lại không thấy tung tích. Diễn tu đỏ cả mặt, sau một lúc biến thành tái nhợt sắc, trong mắt tràn ngập nham hiểm, hung tợn nhìn chằm chằm cô Na biến mất địa phương, cắt. Nữ nhân đáng chết, luôn có một ngày, ta muốn để cho ngươi quỳ gối ta lửa giận sông khuôn mặt của hắn lúc trắng lúc xanh. Vừa nghĩ tới cô na cái kia làm người hít thở không thông vóc người cùng dung nhan, thân thể hắn một hồi lại nổi lên phản ứng, dục hỏa ở trong người cháy hừng hực. Ừ, ở dục hỏa đốt người nhưng cầu không được sao, diễn tu mặt âm trầm nặng nề hừ một tiếng, liền phất một cái ống tay áo, ở trong hư không đạp bước mà đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Hư thiên thành bên ngoài hoang thú, đột nhiên một hồi đình chỉ công kích, giống như là mất đi tấn công ý chí giống như, cùng nhau lùi lại phía sau cách, cho đến lui hơn trăm trượng xa, mới dừng lại lặng lặng ngủ đông trên mặt đất tất cả mọi người thủ thành người đều đờ đẫn nhìn không thể tin được hoang thú liền chính mình lui còn sống sao lần này trong lòng mỗi người đều hỏi vấn đề này ngẩng đầu nhìn ngày liệt nhật chiếu lên trên người ấm áp tựa hồ còn sống kiến mộc nhìn phía trước đầy mắt nghi hoặc lẩm bẩm nói không đúng rồi còn chưa tới một canh giờ làm sao lại lui chúng người lặng lặng bảo vệ ở cửa thành ở ngoài không dám đi vào chờ đợi cái kia hộ thành đại trận tự mình chữa trị, đều là khoanh chân ngồi, điều dưỡng thường thế. Dương Thanh Huyền cũng thu hồi cửu tiêu hoàn bội, mười ngón đã sớm máu thịt be bé bét, ly khai cầm huyền chớp mắt, run run một hồi lâu mới dần dần bình phục lại. Tử Diêu Hâu cũng trên người mang huyết, nửa quỳ ở Dương Thanh Huyền bên cạnh người, đau lòng giúp hắn băng bó hai tay. Dương Thanh Huyền nói, trời ngoài ra mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Hơn nữa những này hoang thú không biết là thật lùi hay là giả lùi, như là chúng nó lại xông lên, Liên trắng băng bó rồi. Nhưng Tử Diêu Hâu không chịu, cô ý muốn băng bó, Dương Thanh Huyền cũng là tùy vào hắn đi. Thời gian từng giờ trôi qua, tất cả mọi người không dám thất lễ, tuy rằng đang nuôi tổn thương nghỉ ngơi, nhưng thần thức vẫn tản ra, để tránh khỏi đột nhiên có biến. Cho đến cái kia dính hợp lại cùng nhau ba tầng kết giới, dần dần khôi phục như cũ, một hồi tản ra. Mọi người tất cả đều che chở vào bên trong, lúc này mới từng cái từng cái thở phào nhẹ nhõm, vững tin lại chịu đựng qua một ngày, còn sống đối với trải qua mấy lần võ giả đối với sinh tử đã chết lặng từ dưới cửa thành đứng lên liền bay trở về trong thành an tâm tu luyện mà cái kia chút vừa gia nhập võ giả không ít người không nhịn được rơi lệ một là nhìn đồng bạn chết đi liền ngay cả thi thể cũng không tìm tới hai là bởi vì to lớn hoảng sợ đối với xa xa hoang thú hoảng sợ cùng với tương lai vận mệnh hoảng sợ kiến mộc trầm giọng nói đều trở về thành đi nói nhìn dương thanh huyền một chút vẫn chưa có bao nhiêu vẻ mặt trực tiếp bay người lên tiến vào vào trong thành. Tất cả mọi người lên tinh thần đến, trục vừa tiến vào thứ chín cửa thành. Dương Thanh Huyền cùng Tử Diêu Hâu cũng trở về chỗ chỉ huy bên trong, lập tức có tướng sĩ đưa tới lượng lớn đan dược cùng thiên tài địa bảo cho mọi người chữa thương dùng. Chỗ chỉ huy nội khí phân có chút ngột ngạt, mỗi người đều là lặng lặng kẻ thôn phệ đan dược, đả tọa chữa thương, không có người nói chuyện. Dương Thanh Huyền nhìn lướt qua, phát phát hiện so với trước thiếu 5 người, hiển nhiên là đã chết ở ngoài thành. Mỗi người sắc mặt đều âm trầm, hết sức khó coi mọi người đều biết lần này nếu không phải là hoang thú bất ngờ rút lui thứ chín cửa thành sợ là không thủ được đây coi như là nhặt về một cái mạng một người đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói còn tiếp tục như vậy căn bản không được chúng ta điểm ấy sức chiến đấu ngày mai sẽ phải thất thủ kiến mộc đại nhân nhất định phải đem khắp thành võ giả đều gọi ra đồng thời kháng địch dựa vào cái gì chúng ta ở liều mạng tranh đấu bọn họ nhưng an hưởng tu luyện đúng như là sức chiến đấu không gia tăng gấp đôi thành này ta cũng không giữ thủ vững đến hiện tại ta cũng coi như là hết tình hết nghĩa cái kia đập xuống ngụy mậu kỳ hạnh hoàng kỳ áo bào cho nam tử cũng mở miệng nói kiến mộc sắc mặt âm trầm bất định ánh mắt nhìn phía dương thanh huyền tựa hồ trưng cầu ý kiến của hắn dương thanh huyền gật gật đầu nói mấy vị nói rất đúng lại thủ đi xuống ngày mai một trận chiến hơn nửa liền muốn toàn quân bị diệt thủ vững chắc chắn phải chết không tuân thủ cố gắng còn có đường sống nếu là không có cường viện đến ta cùng uyên ca cũng không giữ dương thanh huyền để kiến mộc rốt cục hạ quyết tâm gật đầu trầm giọng nói tốt ta lập tức đi một chuyến phủ thành chủ cần phải thuyết phục thành chủ đại nhân đem trong thành hết thảy tu luyện võ giả tất cả đều gọi ra mọi người nhìn phía dương thanh huyền cùng uyên ca trong mắt đều là là lạ, lạ vẻ mặt lúc ở ngoài thành bọn họ đều thấy uyên ca nửa quỳ cho dương thanh huyền băng bó hai tay tấm lòng kia đau cùng dáng dấp ôn nhu giản làm cho người ta nổi da gà nhưng dương thanh huyền ở trong trận chiến ấy biểu hiện ra thực lực vẫn là làm cho tất cả mọi người đều tán thành, vì lẽ đó mỗi người trong mắt quái dị đều là lóe lên một cái rồi biến mất, không dám biểu lộ ra. Kiến Mộc cũng đối với hai người duy trì khoảng cách nhất định, tuy rằng Dương Thanh Huyền cứu hắn, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, cảm kích là cảm kích, giữ một khoảng cách là giữ một khoảng cách. Lúc ta không có mặt, lợi dụng La Phi đại nhân vì là đầu lĩnh, tất cả nghe theo chỉ huy của hắn. Kiến Mộc ánh mắt quét mọi người một chút, chậm rãi nói rằng: "Có mấy người rõ ràng đổi sắc mặt." một bộ dáng vẻ không phục. Kiến Mộc lạnh lùng nói, La Phi đại nhân thực lực là ta công nhận, nếu là có không phục trực tiếp tới tìm ta. Đồng thời ta đi một chút sẽ trở lại, hơn nửa không cần bao nhiêu thời gian, hy vọng mọi người có thể tôn trọng ý chí của ta, tất cả nghe theo La Phi đại nhân chỉ huy. Cái kia áo bảo cho nam tử nói rằng, Kiến Mộc đại nhân chính là mệnh lệnh, chúng ta sẽ tuân thủ. Trịnh địch cùng Quản Phong hai người, cùng Dương Thanh Huyền cùng nhau tới chỗ chỉ huy, hơn nữa cộng đồng giết địch, đối với hắn nhất định có hảo cảm, cũng đều gật đầu tán thành. Mặt khác có mấy người trên mặt rõ ràng không thích, nhưng cũng không có tại chỗ phản kháng. Kiến Mộc nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, liền trực tiếp ra chỗ chỉ huy. Dương Thanh Huyền cùng Tử Diêu Hâu một hồi thành mọi người ánh mắt tiêu điểm, bất quá giữa lẫn nhau đều chưa quen, nhìn mấy lần sau, cũng là từng người lẳng lặng chữa thương. Đối với quyền chỉ huy sự tình vẫn chưa quá mức lưu ý. Sau ba canh giờ, Dương Thanh Huyền vết thương trên người liền khỏi hẳn, thể năng cũng khôi phục được đỉnh cao. Hắn tu luyện Thanh Dương Võ Kinh vốn là cao cấp nhất luyện thể thần thông, thêm vào hư thiên thành lượng lớn đan dược cung cấp, khôi phục lại tốc độ cực nhanh. Hắn liếc mắt nhìn cái kia áo bào cho nam tử, vẫn còn đang nhắm mắt điều tức, sắc mặt cũng so với trước kia tốt quá lớn, sợ là không bao lâu nữa là có thể phục hồi như cũ. Áo bào cho nam tử tựa hồ cực kỳ mẫn cảm, từ từ mở mắt ra, ánh mắt nhìn sang, bình tĩnh nói: "La Phi đại nhân, có hay không có việc?" Hắn này một mở lời, lập tức dẫn tới không ít người mở mắt ra. Dương Thanh Huyền khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, quấy giày bằng hữu, không nghĩ tới bằng hữu cảm ứng nhạy cảm như vậy. Ta đích xác có chút sự tình muốn cố vấn một, hai, ở đây nói, sợ sẽ ảnh hưởng mọi người. Áo bào cho nam tử gật gật đầu, nói, đã có sự tình, vậy chúng ta đi ra ngoài nói đi. Nói, hai người liền một trước một sau ra chỗ chỉ huy, tử diêu hâu nháy mắt, Dương Thanh Huyền vẫn chưa gọi nàng, nhưng cũng không không làm cho nàng đi theo, nghĩ một hồi, liền vội vàng đi theo ra ngoài. Mọi người nghĩ tới đây hai cái đại nam nhân quan hệ giữa, lập tức sắc mặt cổ quái. Một người nói, hai người này tuổi còn trẻ, tu vi bất phàm, hơn nữa sức chiến đấu càng là vượt xa đồng cấp, nhưng không nghĩ tới có đồng tính chi thích, thật khiến người ta khinh thường. Tên còn lại nhíu mày lại, hừ nhẹ nói, người khác yêu thích, ngươi bận tâm cái gì, bọn họ sở dĩ tu vi phi phàm, cố gắng chính là luyện cái gì đáng sợ cùng dương công pháp. Hùng, nói có lý, còn lại người dồn dập gật đầu, thật giống đích thật là có chuyện như vậy tựa như. Dương Thanh Huyền cùng người áo bảo cho kia ra chỗ chỉ huy sau, liền một hồi bay vào trên không, Tử Diêu Hâu cũng vội vàng bay lên, đi theo Dương Thanh Huyền bên cạnh người. Người áo bảo cho liếc mắt nhìn Tử Diêu Hâu, khẽ mỉm cười, lúc này mới nói, La Phi đại nhân, có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi. Dương Thanh Huyền nói, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, không biết bằng hữu có thể hay không đem cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cho ta quan sát một phen. Người áo bào cho hoàn toàn biến sắc, điều này hiển nhiên là cực kỳ đường đột cùng hành vi không lễ phép nhưng hắn nhìn thấy dương thanh huyền trong trong mắt đây là chân thành không có bất kỳ tham lam cùng giả dối lúc này trầm ngâm dương thanh huyền hào phóng nói rằng như là bất tiện lời cái kia cũng cho qua là ta đường đột người áo bào cho thấy hắn xoay người muốn đi trong lòng thầm thở dài chính mình cũng đích xác hẹp hòi chút này lúc này là lúc nào rồi cũng không ai biết có thể không sống quá ngày mai vẫn còn ở ý cái gì nguyên khí lập tức vội hỏi đại nhân chậm đã đi, mượn đại nhân nhìn qua cũng không gì không thể. Nói, liền từ chứa đồ nguyên khí bên trong lấy ra cái kia cái màu vàng tiểu kỳ, đưa tới. Dương Thanh Huyền đại hỉ, ôm quyền nói, đa tạ. Liền không khách khí nhận lấy, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ. Tử Diêu Hâu cũng hết sức tò mò, không hiểu Dương Thanh Huyền vì sao đối với vật này cảm thấy hứng thú như vậy, cái kia cái tiểu kỳ vô cùng tinh mỹ, mặt trên có linh khí lưu truyền, khi trước trong chiến đấu tiêu hao quá lợi hại, giờ khắc này đang ở phục hồi từ từ linh khí. Dương Thanh Huyền trong lòng đem cái kia trong hộp sắt hoàng kỳ cùng này so sánh với nhau, ngoại hình hầu như giống như đúc. Như này mặt bắt trước hoàng kỳ tươi đẹp hơn nhiều lắm, mà chính mình cái kia mặt như là âm u đầy tử khí, giống như là phàm vật giống như vậy, không có bất kỳ linh tính. Hắn nhìn một hồi, cũng không phát hiện được món đồ gì, liền đem hoàng kỳ trả cho người áo bào cho kia, ôm quyền nói, đa tạ. Người áo bào cho khẽ mỉm cười, đem quân cờ thu hồi, hỏi, Đại nhân tựa hồ đối với vật này rất có hứng thú. Dương Thanh Huyền cũng cười đáp lại, nói: Nghe nói vật này là hàng nhái thánh khí luyện chế, tự nhiên muốn gặp gỡ một hồi. Lúc trước có vẻ hơi thất lễ. Người áo bào cho cười nói: Nơi nào? Không thể nào. Nếu là ta nhớ không lầm, ngày đó khúc phong thương hội liên hợp cử hành buổi đấu giá trên, hai vị đại nhân cũng đều ở đây, mà mặt vàng kỳ, vừa vặn để ta lượm cái lậu mà thôi. Ngày đó đập xuống vật này mục đích, làm không phải là vì nguyên khí bản thân mà là ta công pháp tu luyện, cùng này nguyên khí trên sức mạnh giống nhau y hệt. Là muốn mượn đột phá này mà thôi, may mà cuối cùng được tọa nguyện, bằng không cái kia 10 triệu linh thạch nhưng là bỏ phí rồi. Dương Thanh Huyền trong lòng hơi động, do hỏi, bằng hữu công pháp tu luyện cùng này nguyên khí ăn khớp với nhau. Không biết bằng hữu đối với này mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ hiểu bao nhiêu, chân chính hoàng kỳ lại ở nơi nào. Người áo bào cho cười khổ nói, đại nhân thật đúng là coi trọng ta, ta cũng bất quá là ở một bản trong điển tịch nhìn thấy liên quan với này kỳ một ít tư liệu mà thôi. Tương truyền này kỳ dài một thước bảy tấc, kỳ sắc huyền hoàng, một khi triển khai, liền có kim liên vạn đóa, không có gì có thể phá, trừ ta lui tránh, vạn pháp bất xâm. Như là này kỳ ở hư thiên thành, những này hoang thú căn bản là không làm gì được. Còn này kỳ phát hiện ở nơi nào, ha ha, liền thật sự chỉ có trời mới biết. Thì ra là như vậy. Dương Thanh Huyền khẽ vuốt cằm gật đầu, tuy rằng không hỏi ra món đồ gì, nhưng bao nhiêu cũng có chút thu hoạch. Người áo bào cho nhìn ngoài thành, cái kia minh mông vô bờ hoang thú, thở dài nói, cũng không biết có thể không tránh thoát kiếp nạn này. Như là lần này bất tử lời, ngươi và ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, ta đừng vân mong muốn cùng hai vị kết làm bằng hữu. Giờ khắc này ngoài thành một mảnh túc sát, mặt trời lên không chiếu xuống, nhưng chiếu không tiêu tan cái kia bồng bềnh ở trên cát vàng sát khí cùng âm lãnh, cùng với trong thành lan tràn tuyệt vọng khí tức. Thỉnh thoảng có võ giả từ đằng xa bị mạnh mẽ điều động lại đây, bổ sung đội ngũ, nhưng người trên mặt người đều là một mảnh tử khí. Dương Thanh Huyền cũng thở dài, nói, chỉ mong có thể còn sống đi ra ngoài đi, ta còn rất nhiều sự tình không có làm, không có thể chết ở chỗ này. Đường Vân cười khổ một tiếng, ba người đều là lắc lắc đầu, bay trở về chỗ chỉ huy bên trong tiếp tục tu luyện. Đối với kế tiếp vận mệnh, ai cũng không chắc chắn, nhưng run dế còn thâu sinh, bọn họ võ tu người vốn là đi ngược lên trời. Tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, có thể có một cơ hội liền sẽ dốc toàn lực ứng phó trong phủ thành chủ, một gian lớn như vậy trong mật thất. Một tòa đường kính 10 trượng màu vàng trận pháp trên mặt đất chậm rãi vận chuyển, cuồng bạo hoang khí từ trong đó tuôn ra, hóa thành một cái vượt qua 10 trượng vòng xoáy, chiếm cứ mật thất 1 phần 3 không gian. Ở vòng xoáy trung ương, một tên cẩm y thất lưng ngọc, tối nhã nhã nhận nam tử bàn hư mà ngồi, hai tay không ngừng bấm ra quyết ấn, đại lượng hoang khí hình thành từng cơn sóng gợn. Theo quyết ấn biến hóa mà biến hóa, tạo thành mỗi bên loại phức tạp phù hiệu, dấu ấn ở trên thân thể, sau đó lóe lên hấp vào bên trong cơ thể. Nam tử sắc mặt trầm ngưng, trong tay quyết ấn biến hóa cực nhanh, phảng phất đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Đột nhiên, từ trận kia bên trong sông ra hoang khí, chẳng biết vì sao một hồi chợt giảm, làm cho không trung sóng gợn phù hiệu trở nên hư hoảng đứng lên, khắc ở nam tử trên người, chớp động mấy lần liền biến mất không còn tăm hơi. Nam tử xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, giữa hai lông mày lộ ra thần thái nghi ngờ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con người phảng phất có màu vàng bão táp lóe lên một cái rồi biến mất kỳ quái này hoang sát khí làm sao đột nhiên yếu bớt nhiều như vậy lẽ nào thành phá không ứng với a như là thành phá hắn tất nhiên ngay lập tức sẽ bị cảnh báo nam tử từ trên hư không bay rơi xuống chỉnh hạ áo bào một bộ nho nhã nhã nhặn bộ dạng chỉ là sắc mặt âm trầm lợi hại tự dưng bị đánh gầy tu luyện tự nhiên tâm tình không tốt bỗng nhiên hắn biến sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ gấp vội vàng hai tay ôm quyền Lăng không bái hạ, cung kính nói, đại nhân. Ngay ở mật thất phía trước, không có bất kỳ dấu hiệu, thậm chí không gian cũng không từng sóng động đậy, từ từ ngưng ra một đạo bóng người màu xám, tóc rối bù, khuôn mặt thanh tuyển mà tà dị. Nam tử có vẻ hơi căng thẳng, không dám nhấc đầu, thấp giọng nói, đại nhân làm sao rảnh rỗi tới đây. Hừ, người kia chính là diễn tu, lạnh lùng nhìn chầm chầm nam tử liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, ta có hay không tới đây, còn muốn với ngươi thông báo sao? Không, dĩ nhiên không phải như là biết đại nhân muốn tới dương thu tất nhiên cực kỳ chuẩn bị một phen nam tử hai tấn chảy xuống mồ hôi lạnh vội vàng giải thích diễn tu mặt không hề cảm xúc lạnh lùng nói rằng đem trong thành tất cả mọi người đánh thức đi ngày mai liền phá thành nam tử cả người chấn động thất thanh nói tại sao lẽ nào đại nhân đã diễn tu giơ tay lên đánh đoạn hắn nói chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến nghe theo cũng được nam tử sắc mặt có chút khó coi cắn răng nói, chuyện của người lớn ta tự nhiên không dám cũng không nên quản. Nhưng khi đó ngươi và ta trong đó có hiệp định, bây giờ hư vô này hoang thiên quyết ta còn chưa tu luyện hoàn thành, mạnh mẽ phá thành. Sau đó sẽ rất khó tái ngưng tụ này hoang sát khí, cái kia việc tu luyện của ta chẳng lẽ không phải phải thất bại trong gang tắc. Diễn tu châm chọc nhìn hắn, khinh thường nói, việc tu luyện của ngươi liên quan gì đến ta. Ta chỉ là đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi thôi. Được rồi, ngươi đã như vậy mâu thuẫn, ta liền đem nguyên nhân nói cho ngươi biết được rồi, chuyện nơi này đã bị người phát phát hiện vì lý do an toàn ta quyết định rời đi nam tử cả người chấn động sợ hãi nói ai không phải đã đơn hướng giam giữ đường nối vị diện sao thiên tinh cùng bất hủ hai đại vị diện cũng không có cường giả giáng lâm lại đây là ai có bực này thần thông có thể phát phát hiện như vậy bí ẩn việc diễn tu khuôn mặt chìm xuống lạnh giọng nói ngươi hỏi cũng quá nhiều đi là ai ngươi chưa cần thiết phải biết có tin hay không là tùy ngươi ngày mai ta thì sẽ chủ trì đại cuộc phá thành là một lần cuối cùng càn rỡ tu luyện, chính ngươi cố gắng quý trọng đi. Nam tử gặp diễn tu phải đi, vội vàng nói, đại nhân muốn đi đâu. Không bằng mang theo dương thu đồng thời, rời đi đại nhân lời, ta sợ hư vô này hoang thiên quyết luyện gặp sự cố đến. Diễn tu dương mắt nhìn hắn, ánh mắt băng hàn, châm chọc nói, luyện gặp sự cố. Làm sao sẽ đây, ngươi không phải có một vật thí nghiệm sao, mọi việc để hắn nếm trước thử tốt. Còn mang ngươi tại người một bên, ha ha, hay là thôi đi, tuy rằng thực lực của ngươi không ăn thua, nhưng tâm tư thật là đáng sợ, ta sợ cái nào một ngày không cẩn thận đã bị ngươi ăn. Nam tử sắc mặt biến hóa bất định, khom người nói, đại nhân lo xa rồi, chỉ phải đại nhân dạy dỗ ta hư vô hoang thiên quyết, dương thu bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng sẽ thể chết theo đại nhân. Diễn tu vẻ mặt chìm xuống, khiển trách, không nên nói nữa. Cái gọi là hổ giữ không ăn thịt con, ngươi liền con trai của chính mình đều có thể hãm hại, ta làm sao có khả năng yên tâm người như ngươi tại người biên được hư vô hoang thiên quyết sau chính ngươi không dám tu luyện liền cố ý thông qua người tiết lộ cho con trai của ngươi bắt hắn làm thí nghiệm mà càng thâm độc chính là ngươi sợ con trai của chính mình thật sự luyện thành liền đem trải qua quyết làm cho không trọn vẹn không thể tả đem một vài yếu điểm đều giấu cứ như vậy liền có thể lấy nhìn thấy hắn tu luyện trải qua quyết sau phản ứng lại không cần lo lắng hắn thật sự đem trải qua quyết luyện thành ha ha phượng dương thu ngươi như là này trăm vạn năm đến ta đã thấy nhất hèn hạ vô sỉ người cha cha, chẳng trách nhân tộc có thể nhất thống tinh vực, chỉ là phần này tâm cơ cùng độc ác thì không phải là chủng tộc khác có thể có. Phượng Dương Thu bị điểm phá tâm cơ thủ đoạn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng lúng túng, đại nhân có chỗ hiểu lầm, ta là sợ Huyền Tử tu luyện không được đến, vì lẽ đó đem trải qua quyết giản hóa một hồi cho hắn thêm luyện. Diễn Tu khinh bỉ nói, được rồi, không cần nói nữa, bất kể như thế nào, ta cũng không thể mang ngươi đi. Ngày mai là trận chiến cuối cùng Ngươi có thể đem trải qua quyết tu luyện tới trình độ nào, liền xem hết chính ngươi." Dứt lời, Lăng Không Hư độ một bước, liền tiêu ẩn ở trong hư không, không biết tung tích. Phượng Dương Thu một người đứng ở mật thất bên trong, thần sắc trên mặt âm trầm như nước, con mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang tự định giá cái gì. Một lát sau, ở phủ thành chủ bên trong cung điện, hơn 10 đạo cường đại khí tức như ẩn như phát hiện, đều tràn đầy táo bạo, lo lắng cùng bất an. 10 tòa cửa thành chỉ huy sứ, đến rồi bảy vị đều là thỉnh cầu tiếp viện. Chu Minh, Kiến Mộc, còn có xâm Lang Ngục Tứ Quỷ bên trong hai người khác, cùng với Phượng Huy, đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đột nhiên một vệt sáng kích bắn vào, ở trước đại điện mới hóa hình ra, chính là Phượng Dương Thu, một thân nho nhã nhã nhặn, cẩm y thắt lưng ngọc, khí vũ phi phàm. "Xin chào thành chủ đại nhân." Mọi người gặp được hắn, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã tiến lên tham kiến. Phượng Dương Thu khẽ mỉm cười, đưa tay nâng lên, nói, chư vị không cần đa lễ, các ngươi ý đồ đến ta cũng đã rõ ràng. Nói, liền chậm rãi ngồi ở thành chủ vị trí. Kiến mộc giành trước lên trước, vội vàng nói, thành chủ đại nhân, thứ chín cửa thành không thủ được, như là không thể tăng cường gấp mấy lần sức mạnh, sợ là ngày mai liền muốn phá thành. Trung Minh cũng tiến lên phía trước nói, cửa thứ ba cũng mau không thủ được, khẩn cầu đại nhân đem khắp thành võ giả đều gọi ra, cùng những hoang thú kia quyết một trận tử chiến. Thứ sáu cửa cũng không thủ được, khẩn cầu quyết một trận tử chiến. Đệ tứ cửa cũng không thủ được, khẩn cầu quyết một trận tử chiến. Mọi người dồn dập lên trước thỉnh nguyện, bi phẫn cùng quyết nhiên tâm tình ở trong đại điện lan tràn. Phượng Huy cũng tới trước, ôm quyền nói, cha, đem tất cả mọi người gọi ra đi, bọn họ dựa vào cái gì an ổn hưởng thụ tu luyện, nhưng muốn chúng ta liều mạng hộ thành. Trong mắt tràn đầy khiêu chiến tâm ý. Phượng Dương Thu Thủy Trung là ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ, khẽ cười nói, chư vị ý tứ ta đều biết, vậy thì như chư vị mong muốn. Thích chơi thích xem liền đến mã bình đại nhân, dùng dung trời cổ đi một tên ông lão mặc áo xanh đại hỷ vội vàng chắp tay nói phải phượng dương thu ôn hòa nhìn hắn gật đầu nói các ngươi xâm la ngục tứ kiệt theo ta nhiều năm như vậy cũng là khổ cực các ngươi mã bình cùng chu minh mấy người vội vàng ôm quyền nói đại nhân nói quá lời phượng dương thu gật đầu nói lại nói cho chư vị một tin tức tốt đường nối vị diện lập tức liền có thể mở ra cố gắng ở nơi này hai ngày ha ha cái này thật là quá tốt mọi người một hồi mừng như điên đứng lên khi trước tối tăm tâm tình quét đi sạch sành xanh đều là cực kỳ hưng phấn phượng huy cũng là kích động nói những này con xúc sinh chết tiệt rốt cuộc phải cho bọn họ một bài học trong mắt hắn tràn đầy vẻ ngoan lệ phượng dương thu phất tay nói các ngươi tất cả đi xuống đi ngày mai chúng ta liền cùng cái kia chút xúc sinh quyết một trận tử chiến chư vị đều nghỉ ngơi cho tốt phượng huy ngươi lưu lại phượng huy nói đúng còn lại người lục tục lui ra đều là tràn đầy sắc mặt vui mừng tinh thần phấn chấn dị dạng Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Phượng Dương Thu này mới chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Phượng Huy, nói, ngươi đang tu luyện hư vô hoang thiên quyết. Phượng Huy cả người run lên, đầy mặt thất thố kinh sợ, chuyện này, phụ thân người. Phượng Dương Thu khoát tay áo một cái, thở dài nói, ta biết ngươi tranh cường háo thắng, năm đó bị lục hạo đánh bại, vẫn nhẫn nhục tu luyện, điểm ấy tính tình cùng ta còn là thực sự là rất giống đây. Vì lẽ đó ta cũng không muốn trách cứ ngươi cái gì, bao quát ngươi để thiên nhãn thông lừa gạt mọi người đi hẻm núi, Luyện chế cái kia chăm khiếu đan, ta cũng làm bộ không biết gì cả. Phượng Huy ngẩn người một chút, im lặng một hồi, nói: "Tạ ơn tạ ơn phụ thân đại nhân." Phượng Dương Thu yêu thương nhìn hắn, than thở: "Thằng nhỏ ngốc, ngươi là con trai của ta a, à, tại sao tạ ơn? Chỉ có điều hư thiên thành xảy ra chuyện lớn như vậy, phụ thân người thành chủ này vị trí sợ là muốn không giữ được, bất quá ta vẫn có một cơ hội." Phượng Huy sững sờ nói: "Cơ hội gì?" Phượng Dương Thu trong mắt bắn ra hàn quang, lạnh lùng nói: cái kia chăm khiếu đan cần không ngừng bỏ thêm vào võ giả tinh hồn đi vào vì lẽ đó ngươi không ngừng ở hư thiên thành bên trong lén lút bắt người tu luyện nhưng để túy tiêu lâu người theo dõi phượng huy kinh hãi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nguyên vốn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay không nghĩ tới lại phụ thân toàn diện quản chế hạ liền ngay cả túy tiêu lâu đều biết nhìn tới vẫn là chính mình lòng dạ quá nông làm việc quá ngây thơ à phượng dương thu khả khà nói rằng ngươi không cần lo lắng vi phụ nếu phát hiện đương nhiên sẽ không để túy tiêu lâu bắt được những điểm gì. Trái lại chuyện này, có thể toàn bộ đẩy ngã túy tiêu lâu trên đầu đi. Hắn vỗ tay một cái, ở giữa cung điện không gian lắc lư hạ, một bóng người kích, bắn ra, lan dưới đất trên, là một cô gái, khuôn mặt chật vật cùng sợ hãi. Phượng Huy nhíu mày lại, cô gái này khuôn mặt vô cùng xa lạ, không biết là ai. Phượng Dương Thu khẽ mỉm cười, nói, cô gái này là túy tiêu lâu bây giờ khống chế người, cũng chính là từ quân thiên tử phủ phái xuống, nghe nói là thi ngọc nhan một cái thiếp thân nha hoàn gọi là đường hy phượng huy sợ hết hồn sợ hãi nói quân thiên tử phủ cha phượng dương thu nói không cần sợ mặc dù là quân thiên tử phủ làm chuyện thương thiên hại lý cũng khó trốn công luận tuy tiêu lâu người phát hiện hoang tộc đại truyền tống trận chiếm được không trọn vẹn bản hư vô hoang thiên quyết vì tu luyện chăm khiếu đan không tiếc dẫn lửa gạt lượng lớn võ giả đi hẻm núi giết người rút hồn như thế vẫn chưa đủ vì được đến lượng lớn hoang sát khí bọn họ còn cùng hoang tộc người cấu kết đưa tới hoang thú vây thành đồng thời ở đường nối vị diện trên động tay động chân làm cho hư thiên thành rơi vào nguy cơ tử thương vô số bực này nhân thần cộng phẫn việc coi như là quân thiên tử phủ cũng vác không xuống cái này nổi phượng dương thu nói xong phượng huy nghe được trợn mắt ngoác mồm cái kia đường hy từ lâu sợ đến gần chết nửa khóc nửa mắng các ngươi vu oan giá họa không chết tử tế được phượng dương thu cười nói vu oan giá họa ha ha các ngươi từ quân thiên tử phủ lén lút lại đây một mặt quản chế hư thiên thành một mặt cùng hoang tộc người cấu kết đồng thời bí mật truyền tống tin tức trở lại nếu không phải là như thế vậy các ngươi ở hư thiên thành bên trong làm bí mật gì hoạt động đây đường hy ngẩn ra chăm miệng cũng không thể bào chữa phượng huy nuốt nước miếng một cái kha kha nói rằng phụ thân đại nhân nói rất có lý may mà bực này âm mưu bị chúng ta phát hiện hắn từ trên người lấy ra một tiền vốn sách nắm ở trên tay đây cũng là từ trên thân đường hy lục xoát ra hư vô hoang thiên quyết tàn bản phượng dương thu mỉm cười gật gật đầu nói không sai hiện tại chứng cứ xác thực không cho phép túy tiêu lâu chống chế người này chứng ngươi dẫn đi xem thật kỹ quản nhất định phải làm cho nàng thành thật khai báo tất cả mọi chuyện kha kha yên tâm đi cha chuyện như vậy ta còn là hết sức sở trường ha ha phượng huy cái kia tà ác ánh mắt trên người đường hy đánh giá sợ đến đường hy cả người run cầm cập khóc khóc, cứu ta tiểu thư nhanh tới cứu ta sau đó đã bị phượng huy nắm tóc kéo ra ngoài thứ chín cửa thành chỗ chỉ huy bên trong hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề đều đang lẳng lặng, lặng tu luyện tuy rằng thủ thành cực kỳ tàn khốc nhưng đối với võ giả tâm tính cùng thực lực đều là không có gì đại khảo nghiệm cố thủ mấy ngày sống sót võ giả không khỏi là công lực đại tiến không ít người còn bởi vì đột phá này dương thanh huyền cũng mơ hồ cảm ứng được luân hải trung kỳ bình cảnh ăn vào thanh loan chân huyết sau công lực liền tăng lên phi thường mãnh liệt lại trải qua một ngày chém giết, dần dần chạm tới bình phong. Han rất muốn đem cái kia trong hộp sắt hoàng kỳ lấy ra nghiên cứu một phen, nhưng hiển nhiên nơi đây không đúng lúc. Bỗng nhiên, một đạo rung động tiếng trống truyền đến, ép tới không khí cũng vì đó rung động, toàn bộ chỗ chỉ huy bên trong lay động một chút, tất cả mọi người dồn dập từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, đầy mặt vẻ kinh hãi. Thùng thùng, tiếng trống không ngừng vang lên, chỗ chỉ huy bên trong tạo nên sóng khí, ở trên người mọi người thoảng qua đi tất cả mọi người một hồi ra chỗ chỉ huy khiếp sợ nhìn xa xa chỉ thấy phủ thành chủ phương hướng trên từng đạo từng đạo ánh sáng rực rỡ mang theo dung trời tiếng chống khuếch tán ra tiếng đạt đến trăm dặm dung trời cổ là dung trời cổ ha ha được cứu rồi trong thành lập tức truyền đến tiếng hoan hô hết thảy võ giả đều một hồi sôi trào dung trời chống vang toàn bộ trong thành bất kỳ xó sỉnh nào đều có thể nghe cho dù là đang bế quan đả tọa cũng phải đưa người đánh thức đi ra theo tiếng trống ngập trời mấy đại khu tu luyện vực bầu trời không ngừng có võ giả hiện ra đều là bị chấn động đi ra người trên mặt người tràn đầy kinh sợ cùng sắc mặt giận dữ không rõ vì sao rất nhanh liền có hư thiên thành người dùng phạm vi lớn truyền âm thuật hướng về mọi người giảng giải dương thanh huyền lẳng lặng nhìn mãn thiên người hơn nữa còn ở không ngừng tăng nhanh cũng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm nhiều cường giả như vậy coi như không ngăn được hoang thú chiều sung phong ra một con đường đến khẳng định không thành vấn đề mọi người ở đây chấn phấn không thôi thời điểm vạn dặm trên bầu trời cương phong lạnh lẽo cô na lạnh lùng nhìn phía dưới đầy mặt đều là châm chọc